Hello, em xin chào tất cả anh em đam mê Zippo đã ghé thăm và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gò Vấp Dưới La của em nha. Và trong clip ngày hôm nay thì là clip thui hàng từ Mỹ về Việt Nam. Và hàng là Bật Lửa Zippo chính hãng nha anh em. Và anh em yên tâm, tất cả mặt hàng bên em giao dịch đến anh em đều là hàng Dinh, chuẩn Mỹ à. Và trong clip ngày hôm nay thì anh em thông cảm giúp em nha, em chỉ thui hàng và mời anh em cùng xem clip của em cho vui, chứ báo giá liền thì em không báo giá được à, tại vì em về em phải kiểm tra con hàng nữa à. Và những anh em mà thích mẫu nào trong clip ngày hôm nay em khui hàng thì hãy chụp lại màn hình và gửi cho em qua số điện thoại Zalo em có ghim sẵn ở góc dưới, thì sự phản hồi của em đến với anh em sẽ là nhanh nhất nha. Tại vì nhiều lúc anh em có bình luận trên kênh thì em không có thấy được cái bình luận, nó bị chạy, nó bị trôi đi. Và clip ngày hôm nay, chiếc đầu tiên nha anh em, được đựng trong hộp giấy đen riêng hãng như thế này. Và một chiếc về một ông tướng nằm trong set đi đây, 4 ông tướng ạ. Chiếc này thì một ngược được sản xuất vào năm 1994 nha anh em. 4 la mã à, 594. Chiếc này thì qua sử dụng ạ. Tại vì em làm clip em khui hàng để anh em cảm nhận được cái hàng bên em về. Và hàng có sao thì em khi em làm clip từng con một thì em để nguyên vậy nha, để anh em có thể tham khảo một cách rõ ràng hơn. Tại vì những mặt hàng này cũng là hàng có giá trị, nên em đa số là hàng bên em là hàng mua tuyển chọn. Hàng về sau thì em để nguyên vậy, cũng giống như anh em. Khi mình mua một con hàng thì mình cũng phải kỹ. Và một chiếc hộp có ghi chữ Marlboro, quá là đẹp nha anh em. Một chiếc Marlboro. Và đây là Marlboro, này là dòng hiệu thuốc lá nổi tiếng nha anh em. Chiếc chiếc này thì 592, 8 la mã, 592 tháng C. Âm 2 ạ. Chiếc này new nha anh em. Còn vỏ thì nó bị nó màu theo thời gian. Một chiếc Gold Black đại bàng, còn nguyên bao từ lúc nó xuất xưởng luôn ạ. Hộp kèm theo cũng American S, là đại bàng Mỹ bản kỷ niệm 200 năm thành lập nước Mỹ. Có số 53.689 là số limited của nó nha anh em, bản giới hạn. Con này thì 594.
Tem đỏ còn nguyên. Dạ, một cái hộp nhìn rất là lạ luôn ạ. Chà, quá là kỹ. Một chiếc Jippo về chủ đề quân sự nha anh em, tàu chiến USS, có cái chuông và hình con chim đại bàng Mỹ SSN 690. Quá là đẹp. Và chiếc này thì 584. Một chiếc Jippo 584 nha anh em. Chủ đề quân sự quá là đẹp ạ. Và âm 2 new à. Chốt tán nó còn xanh à. Một chiếc 51984, chủ đề quân sự. Một chiếc Ford Truck về một bức tranh xe, dòng hiệu xe Ford à. Một bức tranh quá là đẹp nha anh em. Tem giá đen của hãng còn nguyên. Chiếc này thì 599, 15 La Mã New. Và nó có kèm theo một tờ giấy hãng xưa, nhìn rất là đẹp và nhìn rất là cũ kỹ. Và đơn hàng này là đơn hàng cuối cùng trong clip khui hàng ngày hôm nay. Thì em về vài đơn như thế này nha anh em. Tại vì hàng về nhỏ giọt thì em cũng sẽ quay lên để anh em tham khảo với em cho vui. Chứ em không có dồn một đống lại. Tại khi mà em dồn một đống lại thì mất thời gian rất là nhiều nữa à. Nên hàng về sau, ngày nào về, có về thì em sẽ quay clip em đăng lên. Và những anh em rảnh rỗi hay là có thời gian thì bọn mình ngồi cứ xem clip khui hàng cho vui nha. Và toàn là chữ nước ngoài. Một chiếc có emblem FW. Chiếc này thì sản xuất năm 1966 nha anh em. Năm đầu tiên của 8 gạch đứng, bát số nằm giữa. Phía sau là chữ ký à. Bụi thời gian quá là lâu. Chiếc này thì đã qua sử dụng. Và trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Jippo.
đã ghé thăm và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gà Vách Dưới Đa của em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.